Thắng xin kính chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Chúc anh chị có một ngày mới có thật nhiều sức khỏe, mọi việc thuận lợi và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công nha. Hôm nay thì Thắng sẽ mang đến cho anh chị chiếc xe nằm lâu nữa anh chị, chiếc xe giá tiền cao nè mà nằm lâu. Thì đối với những tháng có những cái chương trình nha, những cái chương trình giảm giá để dễ tiếp cận khách hàng và cũng như là mong muốn bán nhanh để mà đem những cái xe khác về phục vụ cho anh chị khác đang có nhu cầu. Thì hôm nay thì Thắng sẽ đi quay chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2020 nha anh chị, 2020. Xe màu đen và đi chỉ được có 31.000 cây thôi, 31.000 cây, mang biển Bình Dương, màu đen. Thì đối với mẫu này thì giá hiện tại bên Thắng đang để là 916 triệu anh chị, 916 triệu. Và với một chiếc xe, thứ nhất á, là cái màu đen, thứ hai giá tiền nó cũng loanh quanh gần 1 tỷ rồi đó, cho nên là cái việc mà nó nằm lâu là cái điều tất yếu thôi anh chị. Thì đối với mẫu này bên Thắng sẽ có những cái chương trình giảm giá để anh chị dễ mà nếu mà quan tâm mẫu này thì chúng ta dễ có được một cái giá tốt nha. Và mẫu này thì hiện tại ngân hàng đang cho vay được 70% nha anh chị, ngân hàng cho vay được 70% giá trị xe, anh chị trả trước là 30%, thời gian vay là 5 năm. Rồi mình đi tổng quan bên ngoài xe. Xe thì màu đen và đi chỉ được có 31.000 cây thôi, cho nên chất xe cũng rất là mới anh chị. Máy dầu số tự động 2.4, máy 2.4, lớp liếc là lớp zin thâu xe và lớp dự phòng thì chưa hạ nha. Đăng kiểm đường bộ nè anh chị, tháng 5 2024 anh chị. Máy dầu số tự động thì mặc dù biết là những cái xe mà nó sở hữu những cái màu tối anh chị, màu xám hoặc là màu đen thì về thường sẽ bán chậm á, nhưng mà bên Thắng vẫn mua nha, vẫn mua. Chứ không phải là mình biết những cái xe đó nó chậm mình không mua, thì biết đâu đó có những anh chị lại thích cái màu này và tìm xe thì không có, thì không có xe để phục vụ anh chị thì nó cũng kỳ quá, cho nên là bên Thắng ưu tiên cái điều đầu tiên đó chính là cái chất xe và ngay chính chủ. Xe này thì là một chủ mua mới từ đầu luôn và nó sạch sẽ từ chất xe nè đến người chủ sử dụng nè và đến pháp lý đó, thì đạt hết mọi yếu tố thì mình Thắng đã chấp nhận mua vào cái mẫu xe này về phục vụ cho anh chị nha. Tắp bi nè, rồi lớp sau. Những mẫu xe mà hầu như là đi ít quá thì Thắng chỉ quay sơ về bên ngoài nè, cũng như là hướng tới anh chị về cái giá và cái nhu cầu sử dụng thôi, giá và nhu cầu sử dụng thôi. Ngay thời điểm này mà anh chị đang quan tâm đến những chiếc Fortuner gầm cao nè, rồi máy dầu tiết kiệm nhiên liệu và là số tự động nè, thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn chiếc này. Đó. Xe thì đã được chủ trước lên full nè anh chị, full phụ kiện nè, thảm 3D nè, lót cốp chống chày cốp nè, rồi trần 3D, 5D nè, đầy đủ hết, viền đèn đều có đủ hết. Tại vì chủ trước người ta mua anh chị, người ta mua xác định, người ta mua đi gia đình mà, cho nên là đâu có tiếc những cái phụ kiện này đâu, nó cứ gắn hết lên xe để cho nó đẹp. Và những món đồ nè còn xài ok hết anh chị. Tấm bi như mới, máy dầu số tự động nha, ghế zin nè anh chị, ghế da zin nè, 2020. Xe này thì ngân hàng cho vay được 70% nè, anh chị trả trước 30% thôi, thời gian vay nó tới 5 năm là tương đương 60 tháng anh chị. Thì thời gian vay mà nó xa thì hàng tháng anh chị góp nó sẽ số tiền nó sẽ ít nha. Nhưng mà anh chị xác định chúng ta mua mà chúng ta vay ngân hàng á thì phải tính toán thật kỹ nha anh chị, chứ đừng có nghĩ là có ngân hàng cho vay chúng ta cứ mua xe mà cái nhu cầu chúng ta không có, hoặc là cái thu nhập chúng ta không có ổn định á, thì rất dễ chúng ta rơi vào tình trạng là mình mua xe xong rồi mình áp lực tài chính á, rồi mình bán lại xe lỗ đó. Thì Thắng không mong muốn điều đó, thì anh chị đã xác định mua xe vay ngân hàng thì chúng ta thứ nhất phải có nhu cầu nè, nhu cầu thực sự là cần nè, cái thứ hai á là phải có cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì chúng ta hãy mua, chứ đừng có ham một chiếc xe quá rồi bắt chấp mua thì nó dễ đẩy anh chị vào cái thế khó khăn nha. Thì Thắng muốn là bán xe cho anh chị với mong mỏi là cái xe nó sẽ gắn bó lâu dài với anh chị, chứ không phải là bán một chiếc xe xong là xong đâu anh chị. Thì mong anh chị thông cảm và hiểu cho Thắng về điều đó. Cabo nặng ghê luôn, máy móc thì mới tinh,
Xe thì về chất lượng thì anh chị đã vô hãng mua thì chúng ta yên tâm nha, yên tâm về chất lượng xe, không có cắn đụng tai nạn ngập nước hay tua đồng hồ gì hết, cam kết mấy cái đó. Và bảo hành thì 1 năm hoặc là 20.000 cây về động cơ hộp số. Rồi, 916 triệu cho chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2020, đi được 31.000 cây. À, anh chị nào đang quan tâm mẫu xe này thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về phí lăn bánh này, cũng như về phí lăn bánh này, cũng như là hồ sơ ngân hàng, để chúng ta nắm trước rồi trước khi mà chúng ta lên coi xe thực tế nha. Rồi, rất cảm ơn anh chị đã xem video về chiếc xe Fortuner 2020 ngày hôm nay của Thắng, và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.